Xin chào mọi người đang theo dõi livestream của thẩm mỹ Dr. D nhé. Trước mặt của mọi người đây là một trường hợp khách hàng của chúng tôi thì chuẩn bị thực hiện nâng ngực nội soi, và bạn sale của thẩm mỹ Dr. D, chuyên viên tư vấn của chúng tôi thì đang hỗ trợ cũng như là tư vấn ban đầu cho bạn để giúp bạn là lựa chọn được cái size túi ngực nó hợp lý nhất. Đây là thử size sizer system mà chúng tôi hay giới thiệu với mọi người đấy ạ. Đó. Thì mọi người có thể xem nhé. Chị có thể cứ nói chuyện với cả bạn khách hàng, nói to lên để mọi người có thể nghe được ạ. Được, sai một chút nhá. Đặt bên này sẽ 340, bên này 320, bên này 340. Là ok chuẩn nhất vì đây này. Khi mà đặt túi vào ấy, cái phần này của em nó vẫn đang bị nhô lên một chút. Thì cái nó chênh nhau khoảng độ 20cc trong một túi đấy nhá. Quyết định thế đi. Vâng, xong rồi em. Vâng, đó, mọi người có thể xem nhá. Đấy. Có cần ngắm lại một lần nữa không? Ngực của khách hàng thì là bị lệch nên là ok rồi. Em là chị chọn chị size lớn nhất. Đã quyết định là tư vấn là chọn size chênh nhau. Ok rồi, đấy. Xong rồi. Khách hàng này thì lựa chọn túi gì hả chị? Bạn ấy sử dụng túi nano chip ergonomic. Vâng, vâng. Nano chip ergonomic. Mọi người có thể xem đường phẫu thuật là đường chân ngực. Nhưng bạn ấy sẽ có thêm một thủ thuật là sẽ được để được kéo được cái núm vú nó được gần nhau hơn. Để được cái khoảng cách này này, hai cái bầu ngực gần nhau hơn. Vâng, cảm ơn bạn khách hàng. Lát nữa thì khi mà phẫu thuật thì chúng tôi sẽ có những cái livestream tiếp theo để cho các bạn xem nhé. Cảm ơn mọi người.